Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia do ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn vừa qua. Tại buổi kiểm tra khảo sát hiện trường vụ tai nạn cũng như trên toàn tuyến cao tốc, bên cạnh thông tin để đoàn công tác Ban An toàn Giao thông Quốc gia về tình hình khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, các đơn vị quản lý tuyến đã có nhiều ý kiến liên quan đến những bất cập trong quá trình khai thác tuyến. Cụ thể, mặc dù tuyến đường Cam lộ La Sơn đã hoàn thiện xây dựng giai đoạn 1 và được các cơ quan quản lý nghiệm thu đưa vào sử dụng, tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng có một số tuyến đường chất lượng chưa đảm bảo, bị xuống cấp, tổ chức giao thông bất hợp lý. Nhiều đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng như không có giải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa đảm bảo bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm, tầm nhìn hạn chế. Trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác, nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác. Tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại bất hợp lý, xuất hiện tình trạng như thiếu người trực chốt, hệ thống hàng rào lưỡi thép còn nhiều vị trí chưa khép kín nên người dân vẫn có thể tự ý đi bộ, điều khiển xe mô tô, xe ba gác vào tuyến cao tốc, gia súc đi trên cao tốc. Đa phần các ý kiến đều kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần sớm bố trí kinh phí để sớm đầu tư tuyến lên 4 làn, 6 làn để phù hợp với tiêu chuẩn cao tốc. Sau khi nghe báo cáo, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh đánh giá cao công tác xử lý, khắc phục hậu quả sau khi vụ tai nạn xảy ra. Liên quan đến các ý kiến tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết sẽ tiếp thu các kiến nghị của các đơn vị địa phương để trình các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Lưu lượng giao thông trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng mạnh, đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra xử lý, hạn chế mức thấp nhất tai nạn xảy ra.